Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video clip thứ 5 trong chuỗi series hướng dẫn số cuộc từ con số 0 của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần relation trong một cái sketch. Thì là bài lần trước là về cái đường line, rồi từ cái đường line đó mình sẽ học cái relation này. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha, ấn Ctrl New này. Các thao tác bình thường, Ctrl New. Tạo, chọn vào Training Template, chọn File Part Mm, ấn OK. Rồi, chọn một mặt phẳng để mình vẽ sketch trên đó. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ những cái đường line như cái bài trước mình đã học. Mình vẽ các đoạn thẳng khác nhau. Thì trong cái môi trường sketch của SolidWorks thì các bạn sẽ tưởng tượng là hai cái đường line này, hai cái đường line trong môi trường 2D thì nó có những cái ràng buộc như nào, đúng không? Ví dụ, đường line thì có ràng buộc song song này, vuông góc này, nó có thể giao nhau này, hoặc là nó cùng thẳng hàng. Cùng thẳng hàng ở đây có những trường hợp như là cùng cùng phương, hoặc là nó sẽ cùng thẳng đứng với nhau, hoặc là cùng nằm ngang với nhau, đúng không? Thì trong số cuộc để mình gán cho nó, ví dụ hai đối tượng là đường line, mình muốn cho hai đường thẳng này nó song song, thì bình thường mình cầm giữ chuột trái này, mình cầm một cái chi tiết đối tượng của nó thì nó sẽ chạy đi lung tung hết. Mình muốn cho cái chi tiết của mình nó song song thì mình sẽ chọn cái thao tác là giữ Ctrl y như trong Windows thôi. Muốn chọn nhiều đối tượng thì mình sẽ giữ Ctrl, click chi tiết nhất và click đối tượng thứ hai, sau đó mình thả nút Ctrl ra. Thả nút Ctrl ra, nếu mà thả nhanh quá ấy, có một cái ô cửa sổ nhỏ này, đôi khi nó sẽ biến mất. Nếu mà nó biến mất thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl một lần nữa, ấn vào Ctrl một lần nữa và dê con chuột vào phần vị trí ban đầu của nó thì cái cơ sở đó sẽ hiện trở lại cho mình đó. Hoặc nếu mà các bạn thấy cái cửa sổ này nó rắc rối quá thì các bạn có thể vô phần cửa sổ bên tay trái này, ở đây thì lúc này số cuộc sẽ liệt kê hết cho mình tất cả những cái ràng buộc có thể xảy ra với hai đối tượng mà mình đã chọn ở đây. Thì có một cửa sổ nhỏ này, line 1 này và line 2, với hai cái đường line này thì SolidWorks sẽ liệt kê ra những cái trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như cả hai cái đoạn thẳng này cùng có thể nằm ngang, là horizontal, cùng nằm ngang thôi so với phương x. Rồi nếu mà bây giờ mình đã thêm một cái ràng buộc nằm ngang rồi, mình muốn nó thẳng đứng thì sao? Thì SolidWorks báo lỗi. Là các bạn hiểu không? Thì cái ràng buộc này mình chỉ thêm được một ràng buộc thôi. Không phải là một ràng buộc mà là thêm được những cái ràng buộc nào có thể xảy ra thôi. Mình không thể bắt được một cái đoạn thẳng nó vừa nằm ngang và nó vừa thẳng đứng được. Đó. Thì để mình sửa nó, khi nó báo lỗi này thì mình sẽ click chọn vào những cái ràng buộc đỏ hoặc là vàng này. Mình chỉ trừ ra một cái ràng buộc có thể xảy ra thôi. Mình xóa cái ràng buộc thẳng đứng này đi, xóa nó đi, thì cái chi tiết của mình trở về vị trí ban đầu. Ok. Thì khi có ràng buộc màu xanh này hiện ra rồi thì cái đối tượng của mình lúc nào nó cũng nằm ngang hết. Bây giờ mà các bạn muốn nó có một góc, hoặc là nghiêng một góc bao nhiêu độ đó, hoặc là nó thẳng đứng lên thì cũng không được. Mình chọn vào cái ràng buộc và mình delete nó đi. Bây giờ cái chi tiết của mình nó được tự do. Rồi, mình thử chọn lại nhá. Mình chọn lại hai đối tượng này. Đối tượng này có ràng buộc còn nằm ngang và đối tượng này có ràng buộc đang lơ lửng ngoài không trung. Bây giờ mình chọn cho nó song song chẳng hạn. Song song. Rồi, bây giờ mình cầm đối tượng trên này mình kéo đi. Đối tượng này dưới nữa. Các bạn thấy không? Đối tượng thứ hai song song với đối tượng thứ nhất và nó đang nằm ngang thì đối tượng thứ hai sẽ cũng bắt buộc phải nằm ngang thôi. Đó, thì nó sẽ theo cái mối liên hệ, mối tương quan như vậy. Rồi, bây giờ mình thử thêm một số cái ràng buộc nữa nhé. Ví dụ như bây giờ mình chọn một điểm này. Đấy, một điểm trên một đoạn thẳng và một cái đoạn thẳng nữa thì sao? Thì nó có những cái ràng buộc nào? Các bạn thử đoán xem. Đầu tiên là coincident, nghĩa là trùng nhau, đúng không? Nghĩa là điểm này có thể nằm trên cái đoạn thẳng. Rồi, tiếp theo, điểm này nó có thể đi qua cái trung điểm của cái đoạn thẳng này nữa, đúng không? Đó, bây giờ mình thử nào. Click hai điểm, giữ Ctrl này, thả ra này. Đó, thì bây giờ SolidWorks sẽ liệt kê cho mình cái trường hợp là coincident, nghĩa là cái điểm của mình sẽ nằm trên cái điểm thứ hai, cái đoạn thẳng thứ hai, hoặc là cái điểm của mình
nó sẽ đi qua cái trung điểm là midpoint này, đi qua trung điểm của cái đoạn thẳng. Bây giờ mình thử nha, ấn vào trung điểm. Vậy là lúc nào cái điểm của mình nó cũng đi qua trung điểm của đoạn thứ hai hết. Rồi. Với lệnh hai cái lệnh line, hai cái đoạn thẳng với nhau thì các bạn sẽ chỉ có song song, vuông góc, cùng phương là coplanar và trùng nhau hoặc là cùng thẳng hàng thì đến số lượng rất là ít. Sau này các bạn học thêm những cái như lệnh là circle chẳng hạn, bây giờ mình vẽ một cái circle ở đây thì cái ràng buộc nó cũng sẽ mở rộng ra. Ví dụ như mình chọn một đường circle này và cái đường line này thì nó sẽ liệt kê cho mình là tangent này và cái make equivalent. Equivalent nghĩa là cho cái chu vi của cái đường tròn và cái đường kính này có chiều dài bằng nhau. Đó, thì mình highlight lên cho các bạn biết hiểu về cái mối tương quan giữa các relation trong số vuông. Sau này các bạn học mở rộng nhiều, sau này các bạn học thêm các cái lệnh như lệnh circle, lệnh rectangle hoặc là những cái lệnh khác thì các cái ràng buộc nó cũng sẽ mở rộng ra và các bạn sẽ phải nắm vững được các khái niệm trong hình học 2D. Khái niệm tiếp theo là khái niệm về những cái chi tiết mà nó fully defined hay không, hay là nó fix hay không. Thì trong SOLIDWORKS các bạn thấy khi lúc từ cái bài học đầu tiên đến giờ mình vẽ bất kỳ một cái chi tiết nào, đối tượng nào thì nó cũng đều là cái đường màu xanh hết đúng không? Đều có màu xanh. Và mình cầm ở cái vị trí nào của cái chi tiết màu xanh đi thì cái đối tượng của mình nó cũng chạy theo và nó float. Float nghĩa là nó có chiều dài, nó không có cố định hoặc là nó chạy trôi nổi trên cái bản vẽ của mình. Thì để nó cố định những cái hình học này lại thì mình sẽ phải bắt buộc mình phải vẽ những cái đối tượng này có liên quan đến góc tọa độ, là cái góc tọa độ ở đây. Ví dụ các bạn sẽ kéo nó này, thay vì thao tác mình giữ control mình chọn hai cái điểm, mình cho nó là make coincident, là cho nó hai cái điểm này trùng với nhau. Đó, thì mình cũng có thể dùng cái cách là mình cầm con chuột này, mình kéo cái điểm nó, hai điểm dính vào với nhau và nó hiện lên một kiểu biểu tượng màu vàng này, thì là nó tự động tạo cho mình cái relation. Rồi, với một đường thẳng này thì mình muốn nó cố định thì mình cần những cái điều kiện gì? Thứ nhất là chiều dài đúng không? Chiều dài mình làm quen với cái lệnh là Smart Dimension. Mình chọn vào Smart Dimension, mình click vào đối tượng, mình cho nó một chiều dài là 70. Rồi, tiếp theo mình nó vẫn còn xanh. Vậy bây giờ mình cầm những cái chi tiết màu xanh này, mình kéo đi, mình quay đi này. Đó, thì bạn thấy nó quay tròn tròn không? Nhưng mà cái chiều dài nó không thay đổi. Nhưng mà đối với những cái đoạn thẳng như này, mình cho nó về góc độ, mình không cho nó một cái kích thước cố định thì mình cầm mình kéo đi thì nó kích thước nó vẫn còn có thể chạy đi chạy lại, nó vẫn có thể dài ngắn đúng không? Rồi, vậy cái đoạn thẳng thứ nhất này mình cần phải ràng buộc thêm một cái góc quay nữa đúng không, vì nó đang quay tròn quanh góc độ thì mình phải cho nó một góc quay nữa thì nó mới cố định được. Rồi, hoặc là mình cho nó nằm ngang song song với phương x. Đó, thì mình cần click vào cái đối tượng này, mình cho nó nằm ngang, make horizontal. Khi mà cái chi tiết của mình nó được cố định rồi thì nó sẽ biến thành màu đen, và những cái chi tiết chưa cố định thì nó còn màu xanh. Đó, thì cái khái niệm này các bạn trong môi trường thiết kế, các bạn thiết kế dùng SOLIDWORKS thì các bạn vẽ từ góc tọa độ đi ra và làm cái hình sketch của mình nó biến thành màu đen hết. Khi các bạn biến thành màu đen hết thì trong cái sketch của mình á, nó sẽ ở đây này, có chữ ở đây là fully defined. Bởi vì trong cái sketch này hiện tại đang có một cái đối tượng nào vẫn còn xanh thì nên nó chữ under defined. Nếu mà mình cho cái đối tượng này nó thành màu đen luôn thì nó sẽ thành fully defined. Ví dụ mình cho đây là 85. Rồi, mình cho cái góc của đoạn thứ hai so với đoạn thứ nhất là 145 độ. Đó, vậy là đã fully defined. Tương tự bây giờ mình muốn vẽ một hình chữ nhật chẳng hạn, mình vẽ lấy đường line này, mình vẽ một đoạn, hai đoạn. Với hình chữ nhật thì mình sẽ có bốn cạnh đúng không, mình vẽ được bốn cạnh rồi và bây giờ mình thêm các cái điều kiện cho nó thôi. Đây, một góc 90 độ này,
góc tiếp theo bằng 90 độ nữa. Chỗ này và mình cũng cho nó bằng 90 độ. Rồi, đã thành vuông. Rồi, chỗ này nó đang có cái ràng buộc là thẳng đứng này. Mình xóa cái ràng buộc thẳng đứng này đi. Thì sao? Quay này. Thì cái hình chữ nhật của mình sẽ tạo một góc so với góc tọa độ. Rồi, thì với hình chữ nhật thì mình làm thế nào để cho nó đen, nó mở rộng hơn so với đường line? Đường line chỉ cần hai kích thước thôi. Nhưng mà hình chữ nhật ấy, thì lại thêm những kích thước như chiều dài, chiều rộng và một cái góc quay cho nó nữa. Đó, bây giờ mình thử này. Dimension cho chiều rộng là 50. Chiều dài mình cho là 80. Rồi, nó vẫn còn xanh. Thì mình cầm mình quay nó đi. Đúng không? Mình thấy cái góc nó đang thay đổi. Cái góc so với cái đoạn thẳng này nó thay đổi được. Thì mình cần cố định nó lại. Mình cho nó một góc là 110. Đó, vậy là cái chi tiết của mình nó được đen. Rồi, đây là cái khái niệm đầu tiên cho các bạn sử dụng các cái đối tượng trong SOLIDWORKS. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.